Đây có máy rửa xe nè, đa năng luôn, mới luôn nè. 220 này là 16.000, 10.600 vòng trên phút nè. Tổ khủng á, máy chạy rất êm. Súng bắn đủ mọi chế độ. Máy mới rửa lên nè. Đẹp cực kỳ không? Ra 85. Súng này rửa êm lắm. Có 1.8 cái súng nè. Bắn tươi tươi cho đẹp luôn. Bắn cho đẹp luôn. Bắn nó tươi tươi ra hơn cấp cho nữa. Nó rửa đẹp chưa? Đưa về bạc liêu nó rửa cho chốc sơn uổng sợ trời. Quá đẹp. Quay nó ra quay khỏi. Quay nó ra quay khỏi. Nó chạy đâu ai nghĩ rồi. Rồi lên chạy một cái. Thôi. Hả sao không tạo hả? Rồi lên cho nó chạy cái thôi. Đây 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 tạm qua. Cái súng này xài im quá ta. Nó có hú như cái súng kia. Máy đẹp lắm rồi coi. Có nhu cầu alo nha, 088 số 5 số 7. Máy này còn mới chạy chắc đẻ lắm, chưa ra đến khối luôn. Cậu alo nha, 088 635 307. Chào bà con.